Ismail, Ismail. Coi, cứ vào. Vẫn đang là cầu thủ của Malaysia vào. Đó là sự bùng nổ. Đó là sự bùng nổ khi Malaysia sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Không thể tin được với những phút bù giờ trên sân Đồng Thiên Trường ngày hôm nay. Ánh mắt thẫn thờ của ông Manu Polking, một điểm đã đến rất gần rồi. Sự thay đổi người thứ 5 của ông Brad Maloney. Bin Hazard là người đã ghi bàn thắng quyết định vừa rồi, bởi đó chắc chắn sẽ là bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn. Không còn thời gian cho Cawin và đồng đội có thể làm được gì nữa. Là quá nhiều. Rất nhiều những bàn thắng đã đến từ những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Chúng ta cần nhớ rằng là ở vòng đấu trước thì Nam Định cũng vậy. Giây cuối cùng của thời gian bù giờ trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai thì Nam Định đã phải nhận được quả đền. Thật sự là rất nghiệt ngã. Không được. Cuối cùng thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. 3 điểm đã ở lại sân Thiên Trường. Chiến thắng ở trận đấu này thì Nam Định dậm chân ở vị trí thứ 12, họ chỉ xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn với 10 điểm có được mà thôi. Một trận đấu rất hay, có thể nói là rất cảm xúc của cầu thủ cả hai bên.